Minh Đường Tử Vi mến ừ. chào các bạn Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông Bước sang tuần mới gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 Chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới này với người tuổi Tý, xem tử vi chỉ ra rằng Người tuổi Tý đang có điểm báo gặp phải rắc rối trong sự nghiệp vào đầu tuần, do ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên gây họa, nếu bạn xử lý tốt mối quan hệ với khách hàng đối tác hoặc đồng nghiệp thì rồi đâu sẽ có đấy thời điểm cuối tuần do có chính ấn và thiên ấn phù trợ bạn dễ dàng tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân khẳng định uy tín về tình hình tài chính trong tuần mới này của người tuổi tý cũng không có quá nhiều biến động nếu có thì cơ hội cũng chỉ xuất hiện thoáng qua vào đầu tuần may là trong tuần đang có được thực thần chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đối với những người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán đầu tư cần phải chớp lấy thời cơ dù số tiền tuần này không phải là quá lớn nhưng vẫn đủ để bạn duy trì cuộc sống tương đối thoải mái còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi tý trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bản mệnh khá ảm đạm vào đầu tuần khi mà các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược nhưng đến cuối tuần thì mọi việc có dấu hiệu cải thiện hai người đã dần học được cách dung hòa và thấu hiểu cho nhau trong tuần cũng có sao Thái Tuế xuất hiện, lời khuyên cho bạn là bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Với người tuổi Sửu trong tuần mới này cho thấy sự nghiệp của người tuổi Sửu đang có điểm báo có cát có hung, lên bổng xuống trầm. Thiên ấn và chính quan chiếu mệnh, manh đến cho bạn cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Tuy nhiên, dù thành công thế nào thì bạn cũng không nên quá kiêu ngạo, thậm chí thách thức của những người có chức có quyền. Thiên quan và thương quan có thể khiến bạn vướng phải rắc rối lớn. Điều đáng mừng là bước sang tuần mới này tài lộc của bản mệnh tuổi Sửu khá vượng. Bạn có được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tất cả các lĩnh vực Thời điểm kiếm tiền chủ yếu xuất hiện từ giữa tuần đến cuối tuần. Nếu như bạn chăm chỉ làm ăn thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản kha khá xứng đáng với công sức của mình. Về phương diện tình cảm của người tuổi Sửu trong tuần mới này cho thấy chuyện tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu chuyển biến tích cực từ giữa tuần trở đi. Hai người ngày càng thấu hiểu và biết cách làm thế nào để khắc phục những mâu thuẫn tồn tại giữa đôi bên. Tranh cãi cũng là yếu tố thúc đẩy giúp hai người càng thêm thân mật trong tuần lại gặp được sao Bách Việt chiếu mệnh, chủ về đào hoa, cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ, không nên đóng cửa trái tim mình. Tử vi tuần mới của tuổi dần, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Với người tuổi Dần bước sang tuần mới này, vận trình đang có điểm báo sẽ phải trải qua một tuần với nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Ngay từ khoảng thời gian đầu tuần, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp đã xảy ra khiến bạn phải tốn nhiều thời gian để giải quyết. Tốt nhất bản mệnh hãy chú ý đến đối tượng giao tiếp của mình, đừng khiến mọi chuyện đã phức tạp nay càng khó giải quyết hơn. Đổi lại thì về tình hình tài chính của bản mệnh tuổi Dần trong tuần này lại có được nhiều dấu hiệu phát triển khá tích cực vào đầu tuần chính tài và thực thần chiếu mệnh cho thấy tiền bạc chủ yếu đổ về túi của những người có công ăn việc làm ổn định hoặc những người làm nghề tự do bạn nên tranh thủ cơ hội này để kiếm về cho mình càng nhiều tiền càng tốt tuy nhiên trong tuần cũng đang gặp sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống cũng không nên ôm hết việc vào người nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn Tiếp nối tử vi tuần trước, về con đường tình duyên của bản mệnh lại gặp khá nhiều trắc trở. Nếu như đầu tuần, mọi việc đều có dấu hiệu ổn thỏa thì đến cuối tuần, có nhiều vấn đề phát sinh khiến cả bạn và người ấy đều không thể ngó lơ. Muốn hàn gắn những rạn nứt giữa đôi bên, hai người đều cần nghiêm túc đối diện với vấn đề. Tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 bước sang tuần mới này với người tuổi mão thầy tử vi chỉ ra rằng trên phương diện kinh doanh ngay từ đầu tuần sao thiên đức cùng với thiên tài và thực thần phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp và bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua khi cơ hội mở ra trước mắt bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình trên phương diện sự nghiệp bản mệnh tuổi mão trong tuần mới này lại đang có điểm báo phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt khi khó khăn xảy đến bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên dễ dàng bỏ cuộc chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức trong tuần cũng có được chính ấn và thiên ấn chiếu mệnh cho thấy cơ hội để bạn khẳng định bản thân chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân còn về phương diện tình cảm của người tuổi mão trong tuần mới này càng về cuối tuần thì chuyện tình cảm của bạn lại càng trở nên ảm đạm hơn người độc thân dường như vẫn chưa dám đặt lòng tin vào bất cứ ai, và đó có thể là lý do khiến bạn bỏ lỡ những mối nhân duyên đáng tiếc. Bạn vẫn chưa bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Tử vi tuần mới của tuổi thìn, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với người tuổi thìn, thầy tử vi chỉ ra rằng. Người tuổi thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của chính ấn và chính quan chiếu mệnh bạn nhận được nhiều thành tựu khiến mọi người ngưỡng mộ tuy nhiên bạn không nên quá mức tham quyền tham chức kẻo thiên quan và thương qua rình rập sẽ khiến cho mọi cố gắng của bạn đổ sông đổ bể vận trình tài lộc của người tuổi thìn trong tuần này cũng có được nhiều dấu hiệu phát triển tích cực đặc biệt là từ khoảng thời gian giữa tuần người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương nhờ những đóng góp tích cực của mình người làm ăn kinh doanh có thể tìm thấy những khách hàng đối tác triển vọng hoặc tự tìm ra phương hướng kinh doanh mới Tuy nhiên, trong tuần lại đang gặp sao bạch hổ chiếu mệnh, là hung tinh mang lại điểm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Bản mệnh tuổi thì tuần này rất có thể sẽ gặp được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Tuần này, bạn có thể gặp được đối tượng thích hợp trong các buổi giao lưu, tụ tập. Điều cần làm bây giờ là hãy cởi mở, tự tin hơn, cho mọi người nhìn thấy ưu điểm của bạn. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi cho thấy tuần mới này, người tuổi Tỵ đặc biệt đối với những người làm công ăn lương liên tục gặp phải trục trặc trong sự nghiệp. Dường như bạn có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể làm vừa lòng mọi người xung quanh. Bạn cần tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm, rồi thời gian sẽ cho bạn lời nhận định đúng đắn nhất. Sao các tinh chiếu mệnh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này? Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Ngược lại, về tình hình tài chính của bản mệnh tuổi tỵ lại phát triển khá rực rỡ trong tuần này, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Người làm nghề tự do hoặc đầu tư kinh doanh cần nhanh chóng chớp lấy thời cơ, không nên trần trừ do dự, nhường cơ hội cho người khác. Về phương diện tình cảm của người tuổi tỵ trong tuần này cho thấy. Chuyện tình cảm không quá tốt nhưng cũng không quá xấu, phần nhiều phụ thuộc vào cách cư xử của bạn. Nếu bạn và nửa kia xảy ra mâu thuẫn, đôi bên không nên chiến tranh lạnh hoặc nghiêm trọng hóa vấn đề. Hai người đều cần phải hành xử lý trí hơn chứ không nên chỉ làm theo cảm tính. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với người tuổi ngọ cho thấy bạn cần phải chuẩn bị về tinh thần để đối diện với nhiều khó khăn, thử thách do môi trường làm việc đem lại. Có lẽ bạn quá cứng đầu cứng cổ nên không chịu tiếp thu ý, ý kiến của mọi người xung quanh, khiến đủ loại sai sót xảy ra. Kiếp Tài và Tỷ Kiên khuyên bạn cần phải có thái độ khiêm tốn hơn trong mọi việc. Việc kiếm tiền với người tuổi Ngọ tuần này lại diễn ra khá thuận lợi, chủ yếu là vào khoảng thời gian giữa tuần. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác nên nhiều đơn hàng ập đến, đem lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hãy cố gắng hết sức mình đừng lơ là dù có đang giải quyết những công việc quen thuộc đi nữa tuy nhiên trên phương diện chi tiêu do đại hao là hung tinh xuất hiện nhắc nhở bản mệnh tuổi ngọ cần có cách chi tiêu hợp lý không nên thích gì mua nấy tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ trong tuần mới này lại có được khởi sắc vào thời điểm đầu tuần. Tuy nhiên, nếu còn độc thân, bạn không nên quá vội vàng quyết định đến với ai đó. Bạn và đối phương đều cần dành nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu về nhau trước khi tiến tới một mối quan hệ thân mật hơn. Tử vi tuần mới của tuổi Mùi, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng về phương diện sự nghiệp của người tuổi mùi có thăng và có trầm trong tuần này do đó khi đạt được thành công bạn cũng chớ nên kiêu ngạo lơ là đồng thời khi gặp phải khó khăn bạn cũng chớ nên bi quan bỏ cuộc bởi ngay sau đó có thể quý nhân sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn về công việc làm ăn việc kiếm tiền với người tuổi mùi trở nên thuận lợi hơn và chủ yếu từ cuối tuần nhiều người được trả lương trả thường xứng đáng với công sức lao động của mình bên cạnh đó cũng có một vài người may mắn phát tài nhờ những trò may rủi có điều trong tuần lại gặp tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh cũng cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hàng ngày vì thế bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực nhất là với chuyện tiền nong nếu không dù có dư giả đến đâu bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu về phương diện tình cảm của người tuổi mùi trong tuần mới này chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần người độc thân cuối cùng cũng tìm thấy người ưng ý. Bạn có thể cảm mến đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các cặp đôi thường xuyên tìm cơ hội để ở bên nhau, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên. Tử vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 vận trình tuần mới này với người tuổi thân xem tử vi chỉ ra rằng trải qua chút ít khó khăn xuất hiện vào đầu tuần thì người tuổi thân sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình hơn dù có sóng gió ập đến bạn cũng cần phải giữ vững lập trường không nên để những lời bàn gia tán vào khiến mình lung lay với con giáp tuổi thân bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn cùng với đó bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này trong tuần mới này người tuổi thân đang có được những cơ hội kiếm tiền chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần vì thế nên tuần này có thể sẽ là một tuần vất vả ít được nghỉ ngơi của bạn tuy nhiên càng cố gắng bao nhiêu thì công sức của bạn lại càng được đền đáp tương xứng bấy nhiêu bạn sẽ sớm chinh phục được cái đích mình đặt ra còn về phương diện tình cảm của người tuổi thân dự báo vận trình tình duyên của bản mệnh khá ảm đạm vào tuần này bạn tưởng rằng mình đã tìm được người yêu lý tưởng nhưng thực tế cho thấy đôi bên vẫn chưa thực sự hiểu và bao dung cho nhau. Hãy dành thời gian nhiều hơn nữa để vun đắp tình cảm. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới này với người tuổi Dậu cho thấy tuần này là một tuần khá yên bình đối với người tuổi Dậu bản mệnh không hoàn toàn gặp thuận lợi trong sự nghiệp nhưng khó khăn xuất hiện cũng là yếu tố giúp bạn khẳng định bản thân bạn hãy là người ham học hỏi nhé thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh còn cho thấy bạn hoàn toàn xứng đáng với vị trí lãnh đạo nữa trong tuần này với người tuổi dậu cũng cho thấy cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến với bản mệnh vào thời điểm cuối tuần vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng mọi việc chờ thời cơ đến là nhanh chóng nắm bắt ngay số tiền bạn kiếm được tuy không quá nhiều nhưng giúp bạn tin tưởng hơn vào tương lai Tuần mới này nhờ có Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. Cũng thật đáng buồn là các cặp đôi lại không gặp được nhiều may mắn như vậy. Nhiều mối quan hệ trồng chéo có thể khiến bạn và người ấy hiểu lầm về đối phương, khiến ghen tuông nảy sinh. Bạn cần có cách giải quyết khéo léo trước những tình huống nhạy cảm như thế này tử vi tuần mới của tuổi tuất từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Vận trình tuần mới này với người tuổi Tuất thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình trong các tàng hung, trong hung có cát. Trong tuần đang có nhiều thách thức xuất hiện trước mắt người tuổi Tuất khiến bạn buộc phải chấp nhận và tìm cách khắc phục. Xét trên phương diện tích cực, khó khăn chính là cơ hội để bạn rèn luyện và trở thành một người xuất sắc, bản lĩnh hơn sau dịch mã chiếu mệnh cũng khuyên con giáp tuổi tuất những người vướng phải khó khăn không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình tuy nhiên trong tuần chuyện làm ăn lại tiến triển khá thuận lợi cho người tuổi tuất đặc biệt vào thời điểm cuối tuần bạn nắm bắt được những cơ hội phương thức làm giàu sáng tạo khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng Tuy nhiên, bạn nên biết đâu là điểm dừng để dừng lại đúng lúc, chớ tham lam tự đẩy mình vào vòng lao lý. Còn về phương diện tình cảm. Với bạn đã trải qua nhiều rắc rối, mâu thuẫn, thậm chí là rạn nứt vào giữa tuần, thì đến cuối tuần, chuyện tình cảm của bạn mệnh đã có chuyển biến đáng mừng. Dù có chịu tổn thương nhưng đôi bên đều đồng ý cho nhau cơ hội, làm lại từ đầu mọi việc. Tử vi tuần mới của tuổi hợi, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với người tuổi Hợi cho thấy, trong tuần cận kề cuối năm này, dưới ảnh hưởng của Thương Quan và Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Hợi phải đối diện với nhiều rắc rối do cấp trên và đồng nghiệp mang lại, song đến cuối tuần thì mọi chuyện dần dần được tháo gỡ. Bạn thậm chí chuyển bại thành thắng, nắm bắt cơ hội để tiến lên vị thế cao hơn. Còn về tình hình tài chính của bản mệnh lại ổn định và có dấu hiệu phát triển với bạn tuổi hợi lại có được cơ hội để kiếm tiền như chưa xuất hiện vào thời điểm đầu tuần phải chờ đến cuối tuần thì mới có được sự khởi sắc nên những ngày đầu tuần nguồn tiền của bạn chủ yếu đến từ những công việc chính còn đối với những người kinh doanh buôn bán làm nghề tự do lại có được nguồn thu tăng mạnh vào thời điểm cuối tuần do kinh doanh phát đạt hàng hóa bán ra tấp nập tuy nhiên bạn cần hãy tiếp tục cố gắng để duy trì thành quả tốt hơn nữa nhé trong tuần nhờ có sao thái dương chiếu mệnh chuyện tình cảm đối với những người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý chớ nên trần trừ do dự quá lâu bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai còn đối với các cặp đôi việc nhân duyên tốt lại không phải dấu hiệu đáng mừng bạn cần giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh không nên ham hư vinh buông thả bản thân quan hệ vợ chồng có êm ấm hay không phụ thuộc nhiều vào hành vi của bạn bên ngoài xã hội cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại